Hai vợ chồng cạo đầu. Đừng khóc. Anh ở đây mà. Nào, mình về nhà thôi. Peter, anh xem bộ này có đẹp không? Em mặc gì cũng là cô dâu đẹp nhất. Thế còn tóc em, anh nghĩ em để kiểu gì thì hợp nhỉ? Để xoăn hay búi cao? Hay là... Mái tóc của em rất đẹp, em hãy cứ để nguyên nó như vậy là đã rất hoàn hảo rồi. Mary, Mary! Cô ấy sẽ ra sao thưa bác sĩ? Cũng may là phát hiện sớm, điều trị hóa chất ở giai đoạn này thường có kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những tác dụng phụ không mong muốn. Rồi em sẽ khỏe lại thôi, không sao đâu, còn có anh bên cạnh mà. Sau một thời gian điều trị hóa chất, Mary bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Hóa chất cũng làm mái tóc ống ả ngày nào của cô rụng hết. Hôm nay có món cá em thích này, dậy ăn đi em. Em đã bảo anh đừng có đến mà, em muốn ở một mình. Thôi nào, bác sĩ vừa báo cho anh biết kết quả bệnh tình của em tiến triển rất tốt. Lát nữa, anh sẽ đưa em ra khuôn viên đi dạo một lát cho thoáng. Em không ra ngoài đâu, ai nhìn thấy em trong bộ dạng này cũng cười cợt chỉ trỏ. Xin chào thiên thần xinh đẹp của anh. Thôi nào, tình yêu của anh. Ô, tóc của anh. Thế nào, em có thấy anh rất hợp với kiểu đầu này không? Sao anh lại làm thế? Có phải vì em không? Không phải vì em, mà là vì anh. Anh rất sợ nếu anh không để kiểu đầu này, không xứng với em sẽ bỏ anh mất. Anh này, đến bây giờ còn đùa được nữa. Ôi, Mary, em đã cười lên rồi. Đấy, em cứ cười như thế có phải xinh hơn nhiều không? Em hãy tin, dù thế nào anh vẫn luôn bên em, luôn sẵn sàng chia sẻ với em mọi thứ. Đừng bao giờ lo sợ bất cứ điều gì, em nhé. Anh nói thật chứ? Chắc chắn rồi, em hãy tin, nhất định mọi việc sẽ ổn thôi. Bài kiểm tra văn hôm nay, cậu được mấy điểm? Ai chẳng biết cậu được điểm 10. Cậu cũng biết mình được điểm 10 cơ à. Cậu phải cố gắng nhiều vào. Điểm là dưới trung bình chứ gì. Này, cậu cứ phải hỏi người khác như thế mới được à. Cậu giỏi môn này, nhưng môn khác chắc gì cậu đã giỏi. Cậu nói xem, môn gì mình kém nào? Văn, toán, tiếng Anh, mình đều hơn điểm cậu đấy. Phải, mình học kém thì đã sao? Liên quan gì đến cậu? Cậu thôi ngay cái trò đắc ý và cười nhạo người khác đi. Để xem, cậu giỏi hơn mình môn nào. Mẹ ơi, hôm nay con lại được điểm 10 môn văn đấy. Con gái mẹ giỏi quá. Văn, toán, tiếng Anh, môn nào con cũng đứng đầu lớp. Ôi, thế thì mẹ phải thưởng cho con mới được. Con thích gì nào? Con thích chiếc cặp sách giống của bạn Hà. Thế bạn ấy mua ở đâu? Chiếc cặp ấy là cô giáo tặng cho. Con bảo con cái gì cũng đứng đầu lớp, sao bạn ấy lại được tặng cặp sách mà con lại không? Ui dào, là do tháng trước nó tham gia thi vẽ tranh ở trường và đạt giải nhất nên cô giáo tặng. Chứ còn học thì nó kém con xa, còn ghét nó. Sao con lại ghét bạn? Bạn vẽ đẹp được tặng quà là đúng rồi. Vẽ tranh thì có gì hay ho chứ, học giỏi mới đáng được khen. Nó chẳng học được môn gì ngoài mỹ thuật. Mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra, con đều mang ra treo nó cho bỏ tức. Con nói thế là không được. Con có biết chuyện búp bê gỗ và búp bê đất không? Chuyện thế nào cơ ạ? Thế này nhé. Ngày xưa ngày xưa, ở một tiệm nọ có rất nhiều đồ chơi. Trong đó có một chú bé bằng gỗ và một cô bé bằng đất.
Hằng ngày, khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, chú bé bằng gỗ và cô bé bằng đất đều có thể cử động như người. Ôi, đồ chơi mà biết cử động như người sao hả mẹ? Chú bé bằng gỗ bèn rủ cô bé bằng đất ra ngoài chơi. Đến một hồ nước nhỏ, chúng dừng lại trò chuyện. Trời nóng quá, chúng ta nhảy xuống hồ bơi đi. Không, em không bơi đâu. Em làm bằng đất, chỉ chạm vào nước một lúc là sẽ mềm và tan ra ngay. Anh quên mất là em làm bằng đất. Đất chẳng làm được gì, đụng vào là vỡ, gặp nước là tan. Tội nghiệp em quá. Cứ phải như anh đây, kiểu gì cũng chẳng lo. Vậy anh xuống bơi một mình nhé. Dưới này mát lắm, xuống đây em ơi. Chuyện hay quá, mẹ kể tiếp đi. Sau khi chờ chú bé bằng gỗ bơi xong, cả hai lại tiếp tục đi chơi. Đến một cánh rừng rộng lớn. Nửa đêm, sao lại có ánh sáng từ đâu phát ra thế nhỉ? Lửa, đằng kia có lửa anh ơi. Đêm khuya sương xuống, trời bắt đầu lạnh rồi. Chúng ta mau ra đó sưởi ấm đi. Chúng ta nhảy vào lửa cho ấm. Tay anh lạnh quá. Không, anh bằng gỗ, nhảy vào lửa thì có mà thành than à. Anh vừa bảo gỗ thì kiểu gì cũng chẳng sợ cơ mà. Thì ra lúc này anh cũng sợ đấy chứ. Anh phải biết ai cũng có sở trường. Sở trường của anh là nước, còn sở trường của em là lửa. Biết vậy, lần sau anh đừng cười nhạo em nữa nhé. Anh xin lỗi. Con có thấy mình giống chú bé bằng gỗ không? Con mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Con không nên cười nhạo người khác nếu như con hơn họ về một lĩnh vực. Con gái ạ, con có sở trường là học giỏi các môn văn hóa. Sau này con sẽ làm những ngành nghề liên quan đến kiến thức con học được. Còn bạn Hà, sở trường của bạn ấy là vẽ. Sau này bạn ấy sẽ làm về nghệ thuật, có khi trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hay một họa sĩ tài ba ấy chứ. Con không được cười nhạo và coi thường bạn ấy. Ai cũng có lĩnh vực riêng của mình, con hiểu không? Con hiểu rồi. Mai con sẽ xin lỗi bạn ấy, và từ nay chúng con sẽ cùng cố gắng. Con gái mẹ phải ngoan thế chứ. Trận đấu quyết định cho giải vô địch quyền Anh toàn quốc giữa hai võ sĩ Joe Louis và Daniel Thomas bắt đầu. Cố lên Joe! Cố lên Daniel! Cố lên Daniel! Cố lên Joe! Cố lên Daniel! Kết thúc đi Joe! 5, 4, 3, 2, 1. Chiến thắng rồi. Trận đấu kết thúc. Người vô địch là võ sĩ Joe Louis. Alo. Alo, Joe à. Tôi, Victor đây. Chúc mừng cậu đạt giải vô địch quyền Anh năm nay. Tôi đang xem mấy bài báo tung hô ông vua quyền Anh đây. Thành tích của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Ồ, mọi người cứ nói quá. Tôi chỉ may mắn thôi. Vẫn còn nhiều người giỏi hơn mà. Cậu khiêm tốn quá. Thật đáng tiếc tôi có chuyến công tác không đến cổ vũ cho cậu được. Để chúc mừng thắng lợi này, tối nay tôi mời cậu đi xem buổi ca nhạc của Carlos nhé. Thế thì tuyệt quá. Chà chà, đông người quá. Thế này bao giờ mới mua được vé đây? Chịu khó một chút là đến lượt ngay ấy mà. Tôi có cách rồi. Cậu là Joe Louis, ông vua quyền Anh cơ mà. Việc gì phải xếp hàng như thế này? Chúng ta chen lên trước đi, mọi người sẽ phải ưu tiên. Chúng ta đến sau, hãy xếp hàng lần lượt đi. Sao lại thế chứ? Chương trình ca nhạc hôm nay thật tuyệt. Mỗi tội phải xếp hàng mua vé lâu quá. Đi xem người nổi tiếng thì thế cũng đáng mà. Cậu cũng là người nổi tiếng mà. Tôi chỉ là một võ sĩ bình thường thôi. Trời ơi, sao ngã ba mà đi ẩu thế?
đi với đứng, không chịu nhìn gì cả. Thật là... Xin lỗi, anh có sao không? Cậu đi đứng kiểu gì thế? Này này cái anh kia, anh mới là người đi đứng không cẩn thận. Chính anh là người đã va vào chúng tôi, đã không xin lỗi, lại còn to tiếng trách cứ cái gì? Hai đứa nhãi ranh này, lại thích lên mặt à? Ông nói ai tranh con, có biết đây là ai không? Thôi nào, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cậu vào xe trước đi, để tôi. Nhưng rõ là ông ta thật quá đáng. Tôi biết rồi. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Rõ là ông ta có lỗi mà còn lên giọng với chúng ta. Sao cậu phải nín nhịn, nhún nhường như vậy? Cho thằng khốn đấy một quả đấm chứ. Nó không biết đang gây chuyện với một võ sĩ vô địch quyền Anh hay sao? Kìa Victor, chẳng phải cậu cũng đang nóng tính quá rồi sao? Nhưng mà... Khiêm tốn và hòa nhã mới là sức mạnh. Ngạo mạn chỉ là cái gốc của sự ngốc nghếch và bất tài mà thôi. Cậu... Quả đấm của tôi chỉ dùng trên võ đài, chứ sao lại vung vào mặt người lái xe ấy? Đúng là tôi có nóng tính thật. Núi cao đến mấy thì chắc chắn vẫn còn núi khác cao hơn. Ai cũng có khuyết điểm, ưu điểm. Chỉ cần biết khiêm tốn và hòa nhã thì sẽ dần khắc phục được khuyết điểm của mình. Cậu nói phải. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.